Hàng năm, đến hẹn lại lên, các trang tin phản động lại vin vào những báo cáo thiếu khách quan của một vài tổ chức đội lốt dân chủ, nhân quyền ở nước ngoài để vu cáo, bóp méo tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Mới đây, trên trang VOA có bài viết Mỹ tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Điều này cho thấy góc nhìn sai lệch của Bộ Ngoại giao Mỹ, không quốc gia nào có quyền đứng trên và phán xét công việc nội bộ của nước khác, nhất là khi việc phán xét dựa trên những thông tin sai lệch, vô căn cứ. Trong bài viết, VOA cho rằng, hoan nghênh khi chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam trong hạng cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, vì những tổ chức tôn giáo độc lập luôn bị gây khó khăn, trích dẫn, cổ suý cho các phát biểu của cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật như y bơ đáp đồng sáng lập nhóm người thượng vì công lý hay hội thánh tin lành đấng Christ. Những nhóm này đã lấy cái danh Mỹ miều là thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên, nhưng thực chất lại thông qua các trang mạng xã hội để liên lạc kích động những người dân thiếu hiểu biết trong nước vi phạm pháp luật để chính quyền xử lý, từ đó thu thập, sử dụng các thông tin sai sự thật và xuyên tạc nhằm vu cáo Việt Nam. Thu nhận những tiếng nói của các cá nhân, tín đồ vi phạm pháp luật này phía Bộ Ngoại giao Mỹ đã quy kết phía Việt Nam đang đàn áp tự do tôn giáo. Nếu như thực sự khách quan thì VOA cần dẫn chứng thêm những nhận định, quan điểm của những vị lãnh đạo trong các tổ chức giáo hội đã được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, họ mới chính là người đại diện cho giáo hội, cho lợi ích của đại đa số chức sắc tín đồ trong các tôn giáo ở Việt Nam. Thế nhưng, bấy lâu nay, khi lấy thông tin đánh giá, các trang thông tin báo chí nói trên luôn phớt lờ và bỏ qua thực tế này và một mực trung thành với quan điểm của các đối tượng, tín đồ chống phá. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo với tổ chức, cá nhân chức sắc, tín đồ. Những căn cứ này đã tạo cơ sở cho những phát triển, thành tựu trên lĩnh vực tôn giáo, trong đó nhìn nhận yếu tố tín ngưỡng Tôn giáo là nhu cầu không thể thiếu của một bộ phận người dân và nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, xác định tín ngưỡng. Tôn giáo là nguồn lực quan trọng mà các cơ quan, ban, ngành chức năng trong hệ thống chính trị phải phát huy để góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng thiết chế văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn tín ngưỡng tôn giáo với đạo đức con người, văn hóa dân tộc. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có hệ thống tín ngưỡng vô cùng phong phú. Có hơn 58.000 chức sắc 148.000 chức việc, 29.800 cơ sở thờ tự, trên 50.000 cơ sở tín ngưỡng trong đó khoảng 3.000 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng. Tôn giáo, một số loại hình tín ngưỡng và di tích được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa liên hợp quốc ghi danh là di sản phi vật thể của thế giới. Cùng với quá trình đổi mới đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều phát triển mới, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo tăng lên. Đặc biệt với việc Việt Nam hai lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu bầu rất cao cho thấy sự tín nhiệm của các nước trên thế giới với cách nhìn nhận đánh giá đúng đắn. Công tâm về tiến trình bảo đảm nhân quyền nói chung và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam nói riêng. Những thành tựu có được trong bức tranh về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là minh chứng sống động cho thấy những cáo buộc của phía Mỹ khi đưa Việt Nam vào danh sách cần giám sát đặc biệt về tự do tôn giáo thực sự là phi lý.